Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Lọ Lem, con gái MC Quyền Linh lần đầu tiết lộ về chuyện hẹn hò. Chia sẻ về chuyện cá nhân của Lọ Lem thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Vừa qua, Mai Thảo Linh, con gái lớn của MC Quyền Linh đã đăng tải một đoạn clip khoe khả năng nhảy múa uyển chuyển. Bên cạnh vũ đạo thì Lọ Lem còn ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, vi rùa xinh xắn ở độ tuổi 18. Sau khi đăng tải đoạn clip này, bên dưới phần bình luận, một tài khoản đã dành lời khen cho Lọ Lem kèm chia sẻ: "Tôi mà xinh như vậy là đâu có ế 25 năm nay." Đáng chú ý, con gái Quyền Linh cũng nhanh chóng trả lời bình luận này và bất ngờ bật mí về chuyện hẹn hò. "Em cũng 18 năm rồi ạ." Đây là lần đầu tiên Lọ Lem có chia sẻ về đời tư của mình. Như vậy, ai nữ nhà Quyền Linh đã ngầm khẳng định bản thân đến nay vẫn chưa có mối tình đầu dù đã tròn 18 tuổi. Trước đó, khi được hỏi về chuyện tình cảm của con gái, nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ: "Con yêu người nào đó là quyền của con, ba mẹ không bao giờ cấm cả. Đến bây giờ có nhiều bạn nhỏ đứng cạnh nhà, quyền quyết định có người yêu hay công khai người yêu cũng là quyền của con. Ba mẹ sẽ ủng hộ, đủ tuổi, đủ lớn và đủ quyết định, nhưng phải cho ba mẹ biết. Mình hay nói với các con rằng, hồi xưa ba yêu mẹ con cũng có gì trong tay đâu, nên không phải ngại gì hết. Quan trọng con phải là người học giỏi để mình tự lo cho bản thân mình trước đã." Doanh nhân Dạ Thảo cũng từng tiết lộ trong dịp Lọ Lem sinh nhật năm 17 tuổi rằng, Lọ Lem nói, năm nay và năm tới là hai năm rất quan trọng đối với Lem vì Lem phải trải qua kỳ thi A-Level và bước vào đại học. Đây là tương lai, là sự nghiệp, là trách nhiệm của Lem, tất cả là động lực để Lem phải tập trung vào việc học, phải cố gắng thật nhiều. Ngoài ra, Lem cần phải đọc sách, học đàn, học vẽ và Lem còn rất nhiều điều cần học. Cho nên, Lem không có thời gian để có bạn trai, thông cảm cho Lem nha. Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2006, là con đầu của Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Cô được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả ba lẫn mẹ và nhiều người ví von Lọ Lem xinh không kém hoa hậu. Nhờ ngoại hình nổi bật, con gái Quyền Linh đã được nhiều nhãn hàng mời làm người mẫu quảng cáo. Bên cạnh sắc vóc xịn sò, Mai Thảo Linh còn có thành tích học tập rất tốt và sở hữu nhiều năng khiếu về nghệ thuật, đặc biệt là vẽ. Trước đó, Lọ Lem thường xuyên được tuyên dương trên trang của trường với những thành tích đậm chất con nhà người ta như giải nhất hạng mục vẽ tranh canvas cuộc thi Văn chương Sài Gòn 2022, giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh 2023 do Forbesia tổ chức. Vừa qua, Lọ Lem cũng đã chính thức trúng tuyển trường University of the Arts London, UAL. Theo Times Higher Education, UAL là đại học chuyên nghiên cứu về thời trang, nghệ thuật, thiết kế và nghệ thuật biểu diễn lớn nhất châu Âu. Ngôi trường này còn được xếp hạng 2 thế giới về nghệ thuật và thiết kế theo QS năm 2024. Sinh ra trong gia đình có ba là người nổi tiếng, Lọ Lem hạt rẻ được nhiều người chú ý. Cả hai ái nữ nhà Quyền Linh đều sở hữu ngoại hình ấn tượng và sở hữu lượng người theo dõi đông đảo. Lọ Lem và hạt rẻ cũng thường xuyên cùng ba mẹ xuất hiện ở các sự kiện giải trí và được khen lễ phép, ngoan ngoãn. Khi được hỏi về việc cho các con nối nghiệp vào showbiz, MC Quyền Linh từng chia sẻ quan điểm: "Với các bé nhà tôi, showbiz choáng ngợp trước mắt, cứ lướt báo chí, truyền thông mạng là thấy con của Quyền Linh, các con được mọi người yêu quý tôi rất vui, nhưng nâng lên cao quá, gọi là hoa hậu này, hoa hậu nọ, làm tôi thấy hơi lo vì sợ các con ỉ lại. Thật ra, tôi thấy các con của tôi chưa tới mức như vậy, các bạn đạo diễn cũng mong muốn con tôi đóng phim, nhưng tôi tránh hết. Tôi chỉ nói về các hoàn cảnh khó khăn khi đi chương trình, chứ không nói về showbiz trước mặt các con. Tôi không muốn các con thấy hào quang sáng quá rồi chạy theo mà bỏ bê việc học, mất đi sự trong veo đang có. Đam mê là của con đam mê cái gì là con cứ theo, ba mẹ sẽ ủng hộ. Tôi nói với con là vậy, nhưng cũng cố hướng các con về việc học, đam mê làm việc, chứ không nói đam mê showbiz." Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.